gì nữa đây giám đốc tới để ngăn tôi tìm lại mẹ của tôi hay sao tôi sẽ làm bất cứ điều gì để tìm được mẹ của tôi trước bà tôi sẽ không bao giờ để cho bà cướp mẹ của tôi đi nữa đâu tôi đã trả lại nhẫn cho anh che út rồi hơn nữa tôi cũng không muốn trở thành người một nhà với loại người như bà đâu nhưng dù sao tôi cũng đã thông cảm cho bà bởi vì tôi cũng biết rất rõ tâm trạng của người làm mẹ khi mất đi con của mình như thế nào lúc trước khi tôi mất đi đứa con của mình bà đã nói rằng loại người như tôi thì không có tư cách làm mẹ loại người như tôi dù có chết cũng không yên ổn loại người như cô không có tư cách gì để làm mẹ dù có chết thì cũng đừng mong được yên ổn chính vì vậy nên tôi đã cố gắng sống tiếp và tôi vẫn sẽ cố gắng để tiếp tục sống cho dù bà có muốn chà đạp tôi hay cản trở tôi thì tôi vẫn sẽ cố gắng đi tìm bằng được mẹ tôi Mẹ à Mẹ không sao chứ Dù mẹ rất muốn chạy đến bên đó Để chạm vào khuôn mặt của con bé Để ôm con bé vào lòng Nhưng mà Ngay cả tên con bé mẹ cũng không dám gọi Tạm đi mời Mẹ phải làm sao đây? Thanh đi mời, Thanh đi mời. Mẹ đã nói chuyện với viện trưởng rồi. Từ giờ mẹ định sẽ làm sao đi? Con nên nói cho Thanh điem biết không? Mẹ sẽ tự mình nói với con bé. Con cứ giữ im lặng chuyện này. Đầu tiên mẹ cần phải giải quyết dạy vấn đề trước đã. Che Úc, viện trưởng bệnh viện Hy Anh Sông, hôm Sena. Tôi đây. Mẹ của cô có ở nhà không? Bây giờ tôi sẽ ghé qua đó liền. Cô cũng lo mà về nhà ngay đi. Mẹ định sẽ làm gì vậy? Bọn họ biết rõ. Ta niêm chính là con gái của mẹ, vậy mà vẫn cố tình qua mặt sao mẹ có thể để yên cho họ được chứ con không cần phải ra mặt mẹ tự biết phải làm gì trời ơi làm sao đây bữa nay cảnh sát đã gửi giấy triệu tập đến cho chúng ta rồi không biết là giám đốc vô định nói chuyện gì với chúng ta không lẽ bà ta đã biết ta niêm là con gái ruột của mình chúng ta không hé miệng thì làm sao bà ta biết được chứ Chắc là bà ta nói về chuyện xử phạt hình sự thôi Chứ không có gì đâu Anh Sê can cũng đã dặn rồi Đừng cố gắng gian sinh tha thứ Và cũng đừng có biện minh à, Trời ơi nếu chỉ cần gian sinh mà giải quyết được hết Thì dù có phải quỳ tới rã chân mẹ cũng làm À mà không Hay là mẹ giả bộ bệnh như sắp chết Có khi bà ta lại mềm lòng tha thứ cho mình Vậy đi Mẹ giả bệnh đi ha Dù gì bà ta cũng là con người đâu thể tàn nhẫn như vậy Tớ rồi kìa <laughs> À, à, chị à có chuyện gì cứ để mẹ con em qua nhà chị sao chị phải đến tận đây chi cho mệt vậy nhìn mặt của cô có vẻ như cả cháu cũng không thể húp nổi đó em đâu còn tâm trí nào mà ăn với uống nổi nữa đâu hả chị M mẹ của con ngay cả một ngụm nước cũng không uống nổi nữa chị ơi em đây sẽ đích thân tới tận trước cửa nhà của chị để quỳ gối dập đầu nhận tội mong chị hãy bỏ qua cho em lần này đi thực ra thì bây giờ em cũng muốn tự cắn lưỡi chết đi cho rồi nhưng mà vì cô bé sena sao em có thể bỏ mặt con bé trời ơi trời, trời. Mẹ, mẹ mẹ ơi mẹ mẹ ơi mẹ ơi trời ơi con xin giám đốc hãy tha thứ cho nhà con một lần này nữa thôi bây giờ mẹ của con không được khỏe đã vậy mà còn phải bị cảnh sát điều tra nữa con không biết mẹ con sẽ ra sao tất cả mọi chuyện con sẽ gánh chịu hết con cậu xin giám đốc à, hãy tha thứ cho mẹ của con đi à, à, không 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 đâu chị ơi em sẽ chịu hết mọi hình phạt thay cho con bé xin chị thương con bé con bé vẫn còn tương lai tươi sáng cho nên không thể để nó có tiền án được chị làm ơn làm ơn đi mà chị nếu tôi chấp nhận bỏ qua thì các người sẽ làm gì để đền đáp cho tôi đi à, 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 nếu chị chịu bỏ qua em sẽ làm hết tất cả những gì mà chị sai bảo bất cứ chuyện gì em cũng sẽ làm mà thật sao cô biết là tôi đang muốn gì hay sao mà lại nói như vậy dù chị có muốn em chết, em cũng sẽ nguyện chết Vậy thì chết đi Cô cứ mở miệng là đòi chết Sao cô dám nói chết một cách dễ dàng như vậy chứ Các người đừng có mơ Được chết dễ dàng như vậy ừ, chị, chị, chị à Các người nghĩ là các người có thể lấy tay che trời được hay sao Các người không biết sợ là gì hả Sao mà có thể đổi lốt người Rồi làm ra những trò như vậy được hả Các người có còn là con người nữa hay không chị 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 sao sao chị lại nói vậy chứ giám đốc à hãy bình tĩnh lại rồi nói rõ được không sao mà giám đốc lại nói như vậy hả cùng định dối trá đến cùng nữa hay sao ngoài chuyện em gạt chị về đứa con gái giả mạo thì em không có làm gì hết Cô câm miệng đi các người biết rõ ô ta niêm chính là con gái của tôi đúng không ta 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 niêm là con gái của chị sao hả chị 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 có nói thật không dạ dạ anh giám đốc à chị chuyện đó là thật hả sao mà ô ta niêm có có thể là con gái của giám đốc được chứ <laughs> thật sự là không biết gì sao ờ ừ, thật sự là mẹ con em không biết gì hết giờ chị nói tụi em mới biết đó tới <laughs> nước này rồi mà còn dám chối nữa chắc chắn là các người biết rõ ta niêm là con gái của tôi mẫu adn mà các người đã xét nghiệm và mẫu do tôi xét nghiệm tất cả hai mẫu adn đó đều là của ô thanh niêm chắc là các người không còn cách nào khác nên đành phải nói dối là đã lấy nhầm mẫu tóc trên cây lược của che hy chứ gì vì các người đã âm mưu che giấu chuyện ta niêm là đứa con gái ruột của tôi nên đã tự dựng lên đứa con gái giả mạo dập giám đốc à giờ thì tôi hiểu rồi hiểu tại sao các người lại lừa tôi chuyện đứa con sao lại muốn giấu tôi quan hệ giữa sê can với ta niêm bởi vì các người lo sợ sẽ lộ chuyện các người đã du không để đẩy tội cho ta niêm đúng không đổ 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 tội gì chứ chị ơi chị không phải như vậy đâu mà chị tránh ra đi mẹ à, ơi à, à, à. được lắm tôi sẽ xé các người ra thành từng mảnh các người đúng là đồ cầm thú mà chắc chắn là tôi sẽ bầm đát các người ra thành trăm mảnh mẹ ơi Mẹ ơi. Các người hãy chuẩn bị đi Những gì các người đã làm với che hi con gái tôi Những điều mà các người đã làm để đổ tội cho ta niêm con gái tôi Tôi sẽ đào bới mọi ngóc ngách để tìm ra Và làm cho các người cả đời này phải mục thấy trong nhà tôi Chính tôi sẽ lối đầu và tống các người vào nhà tôi dính dĩ Mẹ ơi Mẹ Trước mắt thì Mẹ muốn nhờ con đừng tiết lộ cho ta niêm biết chuyện. Tới thời điểm thích hợp mẹ sẽ tự mình nói ra hết. Người như mẹ mà đòi làm mẹ của ai chứ? Mẹ chỉ muốn chết đi cho rồi. Mẹ đúng là một người mẹ tội. Chính mẹ đã đẩy con gái rượu của mình vào tù. Mẹ. À. Bây giờ thì mẹ không thể nào đối diện với con bé mẹ nghĩ rằng mẹ sẽ tự mình tìm ra chứng cứ và âm thầm giúp đỡ con bé xóa đi sự oan ức mẹ xin con hãy làm cậu nói cho mẹ và thanh niêm có được không che út dạ con hiểu ý của mẹ mà mẹ cũng đừng một mình cố gắng làm hết tất cả mọi thứ như vậy nha có chuyện gì thì mẹ cứ nói cho con biết vậy mẹ nghĩ lại thời gian qua mẹ đã rất oán giận con khi con che chở cho thanh niêm Giờ mẹ thấy có lỗi với con lắm Đều là do mẹ mà ra Chính mẹ là người có lỗi Mẹ xin lỗi con che út Không đâu mẹ Có thể quá giải được hiểu lầm trong mẹ Như vậy là tốt lắm rồi Mẹ đừng quá buồn lòng nhé Trời ơi chúng ta phải làm sao đây Mẹ ơi Mẹ ơi là giám đốc Dung đã biết ta Niêm là con của bà ta rồi sao? Đúng vậy. Bà ta đã ập vào nhà rồi làm một trận lôi đình và bỏ đi rồi. <laughs> vậy, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây hả mẹ? Giám đốc Dung tức giận lắm cho nên chắc chắn lần này chúng ta sẽ tiêu đời. Bà ta còn dọa là sẽ lôi cổ chúng ta vào tù ngay lập tức nữa. À, bà ta nói vậy thì chắc là nguy rồi. Làm sao đây? Bây giờ mình tới bước đường cùng rồi. Hay là mình thử thương lượng với mẹ của ta Niêm xem sao? mình cũng phải đợi coi sao đã mẹ Chứ làm như vậy thì nguy hiểm lắm Lỡ như đột nhiên trí nhớ mẹ của ô niêm hồi phục được thì sao Đến lúc đó phải làm sao đi Chúng ta làm như vậy là tự đào mồ chôn mình đó mẹ à Ơi Trời ơi bây giờ phải làm sao đây Chúng ta cứ ngồi yên chờ vào tù hả Trước mắt thì mẹ phải tránh bị điều tra Bởi vì mẹ đã làm giấy tờ xét nghiệm ADN giả Rồi còn yêu cầu góp phần làm giả thông tin nữa Đây là tội cố tình làm giả hồ sơ đó Và giả sử những chuyện khác cũng bị bại lộ rồi bắt Điều tra thì tất cả sẽ kết thúc rồi còn dù rò rỉ công thức đánh thuốc mê và bắt nhốt mẹ của ta niêm nữa đều là bắt nguồn từ chuyện của Che Hi. Thôi con im đi, kêu con tới đây là để kể mấy chuyện đó sao? Na nên làm gì đây? Còn cố gắng suy nghĩ coi. Trước hết á, thì em nên trốn ra nước ngoài đi, cho đến khi hết thời hạn tố tụng thúc, rồi em hãy trở về. Không thể được đâu, em tuyệt đối sẽ không chạy trốn đâu. Dù chết thì em cũng phải chết đó đi. Này cái con nhỏ này, bộ muốn vô tù ngồi hay sao? Nếu giám đốc Dung vẫn giữ nguyên ý định đó thì ai mới là người chết đây hả? Trước mắt là phải tránh khỏi quả bom đang rơi xuống đầu kia. Mà bây giờ không phải là quả bom đâu, mà là bom nguyên tử đó. Này không Sina, em, nên nghe theo lời anh đi. Mau thu dọn hành lý đi. Đúng đó, con hãy nghe theo lời của anh con đi ha. Con cứ trốn đi rồi từ từ tính tiếp. Không, con không đi đâu. Mẹ muốn đi thì mẹ đi một mình đi. Sao bây giờ chị mới về? chị đi tới chỗ nhà hàng mà chị bị lạc mất mẹ rồi tìm một lần nữa chị chưa ăn cơm mà đúng không mang chung với em đi ờ à, mau lấy cơm cho chị đi nhanh lên chị phải ráng ăn thì mới có thể đi tìm mẹ được chứ mà chị ơi em cũng đã cố liên lạc với chô vi ông su rồi nhưng anh ta lại tắt máy liên tục nhắn tin cũng không thấy trả lời luôn Hay, chắc anh ta đã trốn đi trước khi chuyện đứa con gái giả bị lộn Ngày mai, chị sẽ đi xa hơn một chút nữa để tiếp tục tìm mẹ Em cũng sẽ đi chung với chị Thôi được rồi, không phiền em nữa đâu Em, cứ cố gắng liên lạc với Cho Biong Bây giờ anh ta biến mất, nhưng khi hết tiền anh ta sẽ xuất hiện thôi Cô là cái thá gì? Hạ người như cô mà dám đụng đến con gái tôi sao? À. Cho tới cái ngày mà cô chết đi à không tôi sẽ đuổi theo đến tận cùng địa ngục để cha đạp cô mẹ cô cũng bỏ cô rồi đúng không nếu không tôi cũng sẽ cha đạp cả mẹ của cô xuống tận với địa ngục nè cô ơi có sao không nghe nói cô đã bị mất đứa con rồi hả loài người như cô không có tư cách để làm mẹ đứa bé trong bụng cô sẽ rất biết ơn vì đã không được sinh ra nó thà như vậy còn hơn là phải có một người mẹ như cô Chính cô ta là kẻ sát nhân Đã giết chết con gái tôi Tôi không phải là thủ phạm Tôi hoàn toàn vô tội <laughs> Mẹ đã không màng đến tình mẫu tử Mà bỏ rơi con Đến con gái mình mẹ cũng không nhận ra <laughs> Mẹ xin lỗi Mẹ thật sự xin lỗi con <laughs> mẹ sao vậy? Tối qua mẹ không ngủ được có phải không? Mỗi khi nhắm mắt lại Là mẹ đều nghĩ đến tan niêm Nên mẹ không thể nào ngủ được Suốt đêm qua mẹ cứ nằm suy nghĩ Nhưng mẹ cứ thẫn thờ như vậy hoài Thì cũng không được Từ hôm nay Mẹ sẽ tiếp tục điều tra lại vụ án của Che Bắt đầu lại từ đầu Nếu con biết gì thì cứ nói cho mẹ biết Sau khi tôi suy nghĩ hết lần này tới lần khác Thì chúng tôi đã đưa ra quyết định Tôi xin lỗi chị Nhưng mà chắc chắn là tụi nhỏ sẽ không thể kết hôn được à, Thật là đáng tiếc quá đó Sena của tôi đã đối xử tốt với hô biết bao bởi vì gia đình của chị không còn được miếng mồi béo bở là giám đốc vui nữa nên mới dứt bỏ Sena ra một bên sao? Ôi trời, trời ơi chị nói như vậy là hơi quá rồi đó. Chị à, nếu chị tha thứ cho nó chỉ một lần này thôi, thì tôi chắc chắn con bé sẽ không phạm phải sai lầm này lần nào nữa đâu. Vậy nên là chị hãy vì Sena mà giúp tôi thuyết phục chủ tịch đi, và Son hô nữa được không chị? Hả? Tôi nhờ chị đó, tôi cầu xin chị thành thật xin lỗi chị. À, trời ơi, con bé Sena tội nghiệp của tôi. À, thật là tội nghiệp cho con bé. Sena phải làm sao đi? À, Sena của mẹ. À, Sena trời ơi. Có chuyện gì vậy? Sao cô không có cửa? Anh nhất định phải hủy bỏ hôn lễ sao? Không phải là rất quá đáng hả? Vì em phải nhận xử lý hình sự Cho nên anh vội vàng quỷ bỏ hôn lễ mà không nói cho em biết luôn sao Bà nội của tôi đã đi thuyết phục giám đốc Jun Nhưng mà bác ấy rất kiên quyết Không thể nào thuyết phục được <laughs> Thật biết ơn đến cả chảy nước mắt Cho nên cho dù em Có bị quỷ hôn thì cũng là thích đáng đúng không Bây giờ em sẽ không lùi lại đâu Em tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc Cô nên dừng lại đi Tất cả là do cô tự chút lấy thôi Đừng nói như tất cả đều là lỗi của em hết Nếu như em không bị anh làm lay động thì bây giờ em đã không thành ra như vậy anh cứ chờ mà xem bây giờ vẫn chưa phải là lúc kết thúc đâu trời ơi không biết mình phải ăn mì gói cho tới khi nào nữa đi alo cậu nhớ canh chừng bà ta cho kỹ đó tôi không có đi đâu hết nhưng mà tôi đang mệt mỏi lắm đây cô phải mau mau tìm ra cách gì đi chứ ở đây không khác gì như là đang ở trong tù đâu ôi trời nếu cô không thể gọi thức ăn nhanh thì cũng nên cho tôi ăn thứ gì đó ngon ngon chứ không phải là bị nhốt lại rồi không được ăn uống đàng hoàng gì hết đó vì xuân thi nấu ăn ngon biết bao nhiêu chứ cậu ráng nhìn một chút đi tôi còn phải sắp xếp mọi chuyện nữa <laughs> trời ơi cứ đợi một chút đợi một chút là bao lâu rồi Ồ. Oh, mình thèm cơm hộp của Quân Súp quá đi. Gùm Súp à? Gùm Súp à? Hả? Là anh hả? Anh có chuyện gì vậy? Sao lâu nay lại không thấy tôi anh? Tôi Lén lúc đến đây để được nhìn thấy mặt của cô đó. Lén lúc đến đây là ý gì? Hả? Sao mặt mũi của anh lại bơ phờ vậy chứ? Tại vì tôi có chút chuyện thôi có chuyện gì nữa Anh biến đi đâu mất tâm luôn à Tạm thời thì tôi không thể liên lạc với cô được Tại sao Anh có biết là tôi lo lắng cho anh biết bao nhiêu không Tôi còn định đến đồn cảnh sát để khai báo mất tích đó Cô tuyệt đối đang làm như vậy mà Tôi có chuyện gấp nên tạm thời phải sống lẫn trốn một thời gian Tôi đang trong chừng một người cho nên là không được để bị lộ Mà anh đang trong chừng ai Cô không cần biết đâu Vì thấy ngột ngạt quá nên tôi đi dạo không gió một chút Được gặp lại cô là tôi vui rồi Chuyện cô gặp tôi đừng nói dài hết nha Tôi có việc rồi, tôi đi đây anh anh à anh đang sống ở đâu sống như thế nào phải cho tôi biết vậy chứ <laughs> anh à vì lo lắng cho anh mà đêm nào tôi cũng ngủ không ngon đó có thật không đó không có ai thèm quan tâm đến tôi như cơm súc hết vậy thì nếu không dùng di động được chúng ta liên lạc bằng điện thoại công cộng nha <laughs> chỗ của tôi không có điện thoại công cộng cũng không thể đi đâu tùy ý mình được hết vậy thì tôi đưa cơm cho anh anh ăn một chút rồi đi cũng được không được bây giờ phải đi rồi tôi sẽ làm cơm hộp cho anh. Bây giờ tôi phải đi thật rồi. Vậy thì mỗi ngày tôi sẽ đứng ở đây chờ anh. Mỗi ngày vào giờ này tôi sẽ đến đây đưa cơm hộp cho anh, có được không? Không được đâu. Khi nào sắp xếp ổn thỏa thì tôi sẽ liên lạc với cô. Anh à... Ừ. Tôi đi đây cô đừng lo gì hết nha anh à, anh à <laughs> chị tân em, lúc nãy em vừa mới gặp joe bê ông su đó thật hả anh ta có nói gì không vậy nhìn mặt của anh ta giống như là anh ta đang lẫn trốn ở đâu đó. Em hỏi nhưng anh ta không chịu nói. Anh ta phải trông chừng ai đó cho nên không thể ra ngoài. Có khi nào anh ta đang trông chừng mẹ của chị hay không? Anh ta ăn bánh mì nhìn ngán lắm. Em có nói là mỗi ngày sẽ đến đưa cơm hộp nhưng mà anh ta nói không thể tới được. Quỷ hôn sao? Hôm nay mẹ của tôi đã tới gặp mẹ của Sena để nói chuyện quỷ hôn rồi. Vì cô ấy muốn mình tránh được khỏi việc bị xử lý hình sự mà đã tới nhờ bà nội của tôi ra mà mẹ của tôi đang rất kiên quyết cho nên rất khó để tránh khỏi xử lý hình sự lắm đúng vậy cô ấy cũng phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra chứ sê na có trách nhiệm phải ganh vác hết mọi chuyện mà còn bây giờ thì mẹ tôi đã bắt đầu tin tưởng ta niêm hơn rồi chuyện muôn chu làm người con gái giả mạo đã làm cho mẹ tôi không còn chút lòng tin gì với sê na nữa từ chuyện cái lắc tay hay là chuyện cái hộp đen cho đến chuyện quá khứ của Tà Niêm và Hùng Sê Cang và cả chuyện của Chu Bi Ông Sung. Tôi đã kể hết cho mẹ rồi. Tôi nghĩ là mẹ sẽ điều tra lại chuyện của Chê Hi nhanh thôi. Chắc chắn là như vậy. Bác ấy cũng sẽ phải biết chuyện đó thôi. Nếu bác ấy biết chuyện đó ngay bây giờ thì tốt quá. Và tôi cũng sẽ đưa lại nhận cho ta Niêm. Tôi muốn làm điều đó với cô ấy. Không lẽ vì giám đốc Jun sao? Ừ, ờ, vì giám đốc Jun thì tôi nghĩ cô ấy đâu như vậy là có chú ý thực ra thì uh... Xin lỗi vì đã cắt ngang hai người nói chuyện. À, không sao đâu, có chuyện gì không? Hình như là Cho Bi Su đang trong chừng mẹ của em đó. Kim Súc báo lại rằng, anh ta nói rằng chỉ phải trong chừng ai đó cho nên không thể gọi điện thoại và cũng không thể đi ra ngoài được. Tôi nghĩ nếu chúng ta báo cảnh sát thì có thể truy tìm được vị trí của anh ta thông qua định vị trên điện thoại của anh ta. Chắc là bây giờ cô vui lắm phải không Chúng tôi đã quỷ hôn rồi đó Hai người quỷ hôn rồi sao Tôi không biết Nhưng mà tôi rất vui khi nghe chuyện đó Tôi cũng đã nói rồi mà Chắc chắn tuyệt đối Cô sẽ không bao giờ giành được vị trí của cô Che Hi đâu Việc quỷ hôn cũng là tất nhiên thôi Nên cô đừng bày trò nữa Mọi chuyện là do cô tự chuốt lấy mà thôi Cô nói cái gì hả Vì để thực hiện tham vọng của mình Mà cô đã dựng chuyện về con gái của giám đốc Rốt cuộc cô cũng bị quỷ hôn mà thôi cô sẽ phải chịu xử lý hình sự cô hãy vào trong trại giam rồi suy nghĩ thật kỹ đi bây giờ cô đã trở thành kẻ thù của giám đốc vuông rồi từ từ sau đó cô cũng sẽ bị dồn vào bước đường cùng mà thôi và sau đó cũng dần dần những tội lỗi mà cô đã gây ra sẽ bị mọi người biết tới bây giờ tôi khuyên cô hãy tự mình sám hối đi vậy bây giờ cô hãy tự thú nhận những tội ác mà cô đã làm với che -hi và với mẹ của tôi ngay đi cô câm miệng đi sao cô lại đủ tất cả tội lỗi cho tôi như vậy được hả? vậy chứ sao? chính cô đã tự mình gây ra tội lỗi, rồi cuối cùng là tự tạo sợi dây trói buộc chính mình thôi. rồi khi đó dù cô có muốn thoát ra thì cũng không thể nào thoát được đâu. như vậy là sao chứ? Utanim vẫn chưa biết mình là con ruột của giám đốc hả? Suốt cuộc anh đã dập trần. Chuyện ô ta niêm chính là con gái ruột của giám đốc Jun chưa vậy? Bây giờ thì việc giạch trần tội lỗi của cô mới là điều quan trọng. Suốt cuộc thì ô ta niêm cũng là em gái của anh mà. Có vẻ như là tự mình làm sáng tỏ ra chuyện này sẽ không dễ dàng đối với anh đâu. Nếu như hai người là anh em, thì chuyện của anh và ta niêm sẽ không thành được rồi. <laughs> Bây giờ không phải là lúc để lo cho tôi đâu. Giờ cô nên lo lắng cho mình thì hơn đó. Vì cô sẽ phải bị xử lý hình sự. Và con bị quỷ hôn Nhưng mà Sao U Tanim vẫn chưa biết chuyện này vậy chứ Không phải ý của anh muốn là Cô ta biết được hết mọi chuyện Rồi hai mẹ con đoàn tụ vui vẻ Ôm chầm lấy nhau hay sao Chuyện đó sẽ không còn bao lâu nữa đâu Bây giờ tôi chưa nói cho cô ấy biết Nhưng mà chuyện cô ấy chính là con gái của mẹ tôi Thì không thể nào thay đổi được Còn cô và mẹ của cô Hãy chuẩn bị chịu xử lý của pháp luật đi Mẹ tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu Mẹ của tôi đã chính thức điều tra là chuyện của chai hy rồi chu bi ông su chu bi ông su không phải chính là người đã ra tòa làm chứng sao và cậu ta cũng chính là người đã chăm sóc cho mẹ của thanh niêm ở viện điều dưỡng suốt 4 năm trời đúng không dạ dạ có khả năng là người đó đang trong chừng mẹ của thanh niêm đó mẹ vậy sao vậy thì phải tìm cho ra anh ta đang ở đâu mới được là tôi đây trưởng phòng bắt thật vậy hả mẹ của em không nức nở trước mặt của chị sao ờ ơi trời bà ấy tiếc nuối quá nên sinh ra buồn rầu rồi khóc nức nở chị bối rối không biết phải làm gì hết mẹ ơi phải hủy bỏ đám cưới thiệt hả không phải là nếu mẹ chồng của con có chuyện thì quan hệ của con với anh sê ca cũng gặp chuyện luôn hay sao nếu không có duyên thì biết làm sao được chứ đúng vậy cũng vì bị ép buộc thôi chứ không thì cũng đã không hứa hôn đâu Con thằng sê nếu như nó có cần nhận về em thì anh sẽ xử lý nó cho coi sê can chính là chồng của em à sao anh gọi thằng chứ Ủa? có vẻ như anh luôn bắt nạt anh sê can của em thì phải lần trước anh còn định đánh anh ấy nữa dạo này anh làm sao vậy hả có thật không gô bông con đánh nhau với sê can sao? ôi trời đánh nhau gì hả mẹ không có chuyện đó đâu mẹ à vào những lúc như bây giờ thì con nên về an ủi mẹ chồng của con phải vậy thì sê Chồng của con mới không buồn phiền được Con không biết đâu, con không thích vậy Dạ con mới về Ờ, à, ngồi đi con Dạ Con vừa mới quỷ hôn với Sê-na mà sao mặt của con không có chút cảm xúc gì hết vậy? Sao em nói vậy với Son Ho chứ? Sao nay về trễ vậy con? Con mới vừa từ sở cảnh sát về. Ờ, à, con lại đến sở cảnh sát làm gì? Có người có thể biết được tung tích của mẹ cô Ô Niêm nên con tới đó để khai báo con biết hay không hả son hô mẹ của sena đã buồn mã khóc lóc vì hai đứa quỷ hôn nó có biết hay không vậy bà ấy đau buồn như vậy con còn rảnh rỗi giúp đỡ cho ta niêm nữa con thật sự quá đáng lắm đó hết <laughs> thiệt tình à ruby à ờ ừ. con cũng đừng quá bận tâm vài ngày nữa cô của con sẽ nguôi ngoai thôi mà tanh niêm à tất cả mọi chuyện đều là lỗi của mẹ giờ mẹ đến đây đứng trước mặt con gương mặt như thiên thần của con mẹ không thể xuất hiện một cách hiên ngang nhưng mẹ sẽ bảo vệ con bảo vệ con khỏi những người đã làm con thành ra như vậy con gái của mẹ tanh niêm tội nghiệp của mẹ Tôi nói chuyện với cô một lát được không? Giám đốc muốn nói chuyện gì? Cô đã nghe chuyện xử phạt hình sự Đối với Sena và Yuki Un rồi phải không? Tôi sẽ bắt đầu nhờ cảnh sát điều tra Không chỉ có chuyện con gái giả thôi đâu Mà tôi cũng sẽ đưa ra ánh sáng chuyện của Che Hi nữa Vừa rồi phải trải qua chuyện đứa con gái giả đó Tôi đã mất đi lòng tin đối với Sena rồi tôi lại nghĩ rằng cô trong sạch và cô đã phải chịu tội quan. Có lẽ những gì mà cô nói đều là sự thật. Tôi đã nghe che út nó nói hết về chuyện hộp đen và cái lắc tai chuyện của chu biong su sau này nếu cô cần tôi giúp đỡ điều gì thì cứ nói tôi sẽ giúp đỡ cho cô tôi không cần giúp đỡ gì đâu giám đốc cứ việc làm những gì mà giám đốc muốn đi còn tôi kể từ bây giờ thì tôi sẽ đi con đường của riêng tôi thật xin lỗi cô thời gian qua tôi đã làm cho cô tổn thương nhiều rồi tôi thật sự rất xin lỗi tôi biết chỉ nói một câu thì không thể nào xoa dịu tổn thương mà cô đã phải chịu nhưng mà đúng vậy không thể dễ dàng xóa hết mọi thứ đâu ngay cả bây giờ khi đang ngồi đối diện với giám đốc thì gương mặt của mẹ tôi lại hiện ra trước mắt tôi cứ mỗi lần nhìn giám đốc tôi lại cảm thấy rất khó khăn và khổ sở nếu như mà giám đốc đã nói xong rồi thì tôi xin phép đi trước đây bây giờ tôi cần phải tới một nơi Mẹ à, mẹ đừng nóng vội quá nha. Ta niêm cũng cần phải có thời gian để mở lòng ra với mẹ kia mà. Nhưng mà ta niêm đã nói là phải đến một nơi là đi đâu vậy con? chắc không phải đi tới chỗ của mẹ mình rồi mà ta lại trở về nhà thì phải Ngâm xúc à tốn công vô ích rồi ở đây cũng vậy em ở đây muốn hết giờ nghỉ trưa luôn rồi mà cho viêm xu không xuất hiện tổng giám đốc đã đứng đợi anh ta và đi rồi không thể như vậy được bây giờ em hãy gọi cho bà ta đi à. bếp trưởng việc theo dõi không thành rồi chuyển sang kế hoạch tác chiến b thôi cô mau gọi điện thoại đi Giám đốc ơi, có tin khẩn cấp, tôi mới vừa nghe thấy bếp trưởng đang lúc gọi điện cho ai đó. Hình như nghe nói là cô Thanh Niêm đang theo dõi giám đốc đó. Sao, định theo dõi tôi hả? Phải, bà cẩn thận đó nha. Mình phải tìm cách để thoát ra khỏi chuyện này mới được. Dạ, có chuyện gì vậy mẹ? Em vẫn còn ngồi ở đây sao hả Cái gì theo dõi sao Không lẽ là chúng ta đã bị lộ rồi à Dạ con biết rồi mẹ Theo dõi cái gì Em đang nói chuyện gì vậy Ô ta đã đi theo dõi mẹ mình đó Mẹ nói là chúng ta mau đi khỏi đây đi Chúng ta mau về nhà thôi anh Đi Mau đi khỏi đây Nếu có ai phát hiện ra chuyện này Rồi em bị cấm xuất cảnh là không xong đâu đó Đi nhanh đi Em biết rồi Cô đi đâu vậy? Còn Dương nữa? Ờ à, không, à, Dương thì đang định đến để tham dự một phiên tòa, à, còn Sina thì cũng à, có chuyện cần ra ngoài, nên Dương sẽ cho Sina quá gian thôi. À, đi thôi Sina ha. Ừ. Cô nói chuyện với tôi chút đi. Ừ, để sao đi anh? Em có một cuộc họp về tiền thưởng cho nên phải đi ngay bây giờ. Chị Út à, lạ thật đó. Tôi thấy Sena cầm giấy máy bay trong tay, vừa mới đi rồi. Anh nói về máy bay là sao chứ? Không Sena sắp đi đâu hay sao? Không rõ nữa, Xuân Hô nói thì không phải là đi công tác. Cô thấy giám đốc ma rút tiền ở ngân hàng cô đúng không? Đúng vậy. Cứ tưởng là bác ấy đi tới chỗ giấu mẹ của tôi, nhưng bác ấy lại trở về nhà. Không phải là giám đốc và Sena đang định bỏ trốn đó chứ. <laughs> Cũng có thể lắm đó Chắc là rút tiền rồi nghĩ tới chuyện trốn ra nước ngoài rồi. Chúng ta phải cản họ lại thôi. Ờ, khoan đã. Anh có cách này hay hơn nè. Mẹ ơi, là con đi. À, mẹ thu xếp hành lý xong chưa? À, mẹ gấp rút thu xếp hết rồi. Nè, con cầm lấy. Mẹ đã rút hết tiền trong ngân hàng rồi. Còn nữa, con dùng điện thoại này để liên lạc với Châu Binh su nha. Con biết rồi. Trước mắt thì mẹ và Sena đi trước đi. Còn Chobi, ông Su và mẹ có ta niêm, con sẽ đưa theo sau. À, trời ơi, ra nước ngoài là nước lạ cá như vậy, biết làm sao sống đi. Đã vậy thần kinh của mẹ ta niêm vẫn bất ổn. À, bây giờ mẹ và Sena đi, thì có còn quay về được nữa không? Thôi mẹ, à, bây giờ chúng ta không có thời gian để nói chuyện này đâu. Bây giờ chúng ta mau đi thôi. Nhanh lên mẹ, nhanh lên. Nhanh lên. À, sao, sao vậy? Hả? À, 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 à. Gia đình các người định bỏ trốn đi đâu vậy hả? Cô biến đi. Gia đình tôi có đi đâu thì liên quan gì tới cô chứ? Các người bỏ trốn để tránh bị cảnh sát điều tra chứ gì? Trốn cái gì chứ? Chân của tôi tôi muốn đi đâu mà kệ tôi, còn không mau biến đi. Không đâu, tôi không đi. Các người không được phép rời khỏi đây một bước nào hết. Cô là cái quái gì mà ngăn cản chúng tôi chứ? À Đến đi mà. <cười> <cười> lũ cáo già các người còn định chạy trốn nữa sao các người tưởng là tôi sẽ để cho các người trốn thoát dễ dàng như vậy à mát <laughs> bọn họ về đồn ngay cho tôi cô hồng sena bà maju kyung mời hai người về đồn để làm rõ hành vi làm giả giấy tờ cá nhân và có âm mưu lừa đảo <laughs>